Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh không mưa, ngày trời nắng, nên nhiệt độ các nơi tăng mạnh và độ ẩm giảm. Cảm giác oi bức thấy rõ. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 31 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 67%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên từ ngày 15 tháng 5 kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000 m, hoạt động mạnh dần lên nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to nên nhiệt độ ngày mai có xu hướng giảm và độ ẩm tăng. Như vậy, Bắc Bộ và khu vực tỉnh Phú Thọ có khả năng có những ngày dịu nóng giữa tháng 5 và sẽ kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết 3 vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng đồng bằng, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin, như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.